tôi có thể đốt rác cây hoặc rác thải khác không? Trong Fire Danger Period, tôi không được. Trừ khi tôi có giấy phép và tuân thủ mọi điều kiện trong giấy phép đó. Cần phải có một người có mặt ở đó mọi lúc và tôi cần phải dập tắt hoàn toàn ngọn lửa trước khi rời đi. Trong những Total Fire Band Day, tôi hoàn toàn không được đốt lửa, kể cả khi tôi đã có giấy phép. Tất cả các ngọn lửa đều bị nghiêm cấm. Tìm hiểu thêm về cách thức đốt lửa và tuân theo các quy tắc bằng cách truy cập cfa.pic.gov.au/languages.